để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Ngày 24 tháng 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ tang ông Thành với nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Ban lễ tang nhà nước gồm 23 người do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm trưởng ban. Thời gian viếng sẽ diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 8. 7 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 8, linh cữu và di ảnh của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành bắt đầu được đưa từ nhà riêng đến trung tâm hội nghị thành phố. Sau đó, đoàn vợ con, gia tộc bên nội, gia tộc bên ngoại của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vào viếng. Bắt đầu từ 9 giờ, lễ viếng chính thức bắt đầu. Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn vào viếng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi vòng hoa kính viếng. Tiếp theo, đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm trưởng đoàn vào viếng. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang và Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi vòng hoa kính viếng. Sau đoàn Chủ tịch nước, đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn vào viếng. Tiếp đến là đoàn Quốc hội do ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn vào viếng.